tao đấy rồi. Không, anh ạ, mẹ mày cho tí chuyển nhạc cái. Có nghĩa là ra chỗ khác chơi. Đúng rồi, đâu anh ạ? Đây rồi, ui thề hôm nay mượt thế nhở, không một vết xước. À là quên đổi nhạc, chết mẹ. Tôi phải kiếm cái sờ chim deck về tôi dùng mới được. Từ chữ đổi nhạc này chậm tay quá, đổi nhạc bằng tay này khổ quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao, một chút lỗ hổng không thể làm ảnh hưởng đến buổi sờ chim được. Vâng, hay là một buổi chim thật bùng lỗ. Ui mẹ mày, tôi thề hôm qua các bạn bảo không có sự khác biệt ở mic đúng không, nhưng hôm nay tôi dùng cả chiều để chỉnh mic luôn các bạn. Ui thề cả chiều chỉnh mic luôn, chắc chắn phải có sự khác biệt đúng không? Mic hôm nay hay hơn hôm qua đúng không? Mic hôm nay chắc chắn hay hơn hôm qua đúng không? Đúng không? Các ông bảo đúng, các ông bảo vẫn thế là các ông nói dối. Các ông đang nói dối. Ok à? Khác. Hello anh, con logo Tuna của anh có đăng ký bản quyền chưa anh? Đăng ký rồi em nhá, không phải. Vẫn thế như nào hôm nay nhá. Chiều nay tôi từ nhỏ nhạc cái. Chiều nay tôi xin thông báo là chiều nay tôi gì? Tôi chỉnh compressor này. Xong tôi chỉnh DX đầu này. Donate mở đầu cho anh nè. Tôi dùng cảm ơn phát nhá. Tôi dùng 2 tiếng đồng hồ tôi xem những clip chúng nó remix nhạc, chúng nó mix nhạc hiểu không? Phòng thu các thứ tôi xem chúng nó mẹ mày làm thế nào để mẹ mày EQ giọng. Tôi chỉnh hết rồi. Tôi chỉnh làm sao cho giọng tôi mượt nhất rồi. Có khác chưa? Vẫn vậy. Vẫn vậy là câu tai không có vấn đề rồi, ngoáy tai đi. Mẹ mày tôi dừng. Chả nhẽ cậu ý các ông là hai tiếng buổi chiều của tôi chả được cái tích sự gì à? Ok. Mẹ mày chiều người ta cống hiến như thế, người ta hy sinh cả buổi chiều để làm gì? Để mẹ mày chỉnh mic để tối nay có một buổi stream thật bùng nổ, xong người bè lên stream bị viewer bảo là mẹ mày mic anh vẫn thế. Mẹ mày khác đéo gì, mẹ mày tập gym để tỏ tình với crush xong rồi mẹ mày tập gym xong thì crush có bồ đâu. Úi trời ơi. Cay thế nhỉ? Khác một tí. Mẹ mày 2 tiếng buổi chiều khác một tí thôi. Tôi ơi, đi mẹ mày đầu tư thất bại rồi. Ôi mẹ mà lại bảo thôi mẹ, những lúc mà chúng ta không có chuyện gì để nói ấy là chúng ta thường nói chuyện thời tiết các bạn ạ. Mẹ mày hôm nay nóng đéo chịu được. Mặc dù là chống dịch ở nhà đấy. Ừ nhưng mà sao? Bật điều hòa cả ngày vẫn nóng. Ui, nó nóng. Vẫn thấy mic nó ca thay đổi gì cả chú ạ, vào chơi Oni luôn chú, khỏi buôn dưa lê. Mình vẫn phải ngồi buôn dưa lê nửa tiếng tầm 9 giờ mình chơi Ori tiếp nhá. Hôm qua tôi lỡ hứa với mấy đứa em là phải ngồi chơi cờ tỷ phú với nó nên là mình chậm Ori. Nhưng hôm nay là phải chơi Ori. Đấy, nhưng mà để 9 giờ đi. Bây giờ mình ngồi buông dưa lê đã. Lại nói về câu chuyện thời tiết thì mẹ mày. Hôm nay nó nóng đến cái mức mà nhá, hôm nay tôi đi giã đông thịt, tôi nấu bữa trưa, tôi giã đông thịt. Tôi để thịt ở gần cửa sổ ở trong nước ấy, ở gần cửa sổ. Mẹ mày tôi đi đúng 3 tiếng tôi quay lại, mẹ mày miếng thịt trong nước tái luôn. Miếng thịt bò tái luôn các bạn. Mẹ mày thương các bạn shipper thực sự ấy. Thế trời nóng 40 độ như này các bạn phải đi ship khắp nơi Hà Nội, thương các bạn phải cực ấy. Thề. Ôi giời ơi. Mẹ mày tưởng tượng miếng thịt đấy mà mẹ mày thái ra chắc cũng được medium rare đấy. Mày cả cực. Mẹ mày thề đi. Sợ mày cả luôn. Kinh. Thực sự ấy. Lại bảo điêu công nhá, công có công là ông nào nhà mà có cửa sổ mà ánh nắng chiếu vào xem. Ông để đúng hôm nào nắng ấy mà ông để ở đấy tầm 2 tiếng đồng hồ xem có tái không, miếng thịt tái mẹ luôn. Nóng đéo chịu được, bỏng cả đất mà. Hoặc ông nào mà nhà có sân thượng ấy, mà sân thượng có nắng chiếu vào ấy, đứng vào đấy xem, bỏng chân luôn các bạn. Hôm nay tôi vừa phơi quần áo xong. Lên nhà phơi quần áo, mẹ mày vừa đạp chân vào sàn cái, úi giời ơi, phỏng mẹ chân luôn. Đố má mày Sài Gòn ơi. Mẹ mày bàn chân mẹ mày có mùi xèo xèo, mùi thịt cháy. Đố má. Mẹ bảo không đúng đi. Úi giời ơi. Bạn ơi, hôm nay là 39 độ mà 39 độ làm tròn được 40 đấy. Úi giời ơi. 40 độ C các bạn. 40 độ C mẹ mày bò còn chết nữa là người. Trời ơi. Mẹ mày tầm này tôi lại bảo các bạn luôn mà các bạn thử để cái xe máy mà ở ngoài trời nắng xem. Mẹ mày để tầm 2 tiếng thôi, ra đặt đít vào. Úi giời ơi. Và sau cú búng tay của thần mặt trời, nửa số tinh trùng chết cháy. Lại bảo sai. Sai không? Úi giời ơi. Vô sinh luôn.
có cả mẹ mày nhạc không có, mẹ mày thể quên mất được cái vòng loop cái thực sự ấy. Mà mẹ mày đã là câu chuyện mẹ mày trời nóng cơ, vợ tôi còn mất não, ôi đi mẹ hôm nay đi về cầm trên tay hai chùm vải bảo là anh ơi em mua hoa quả về ăn cho mát này. Em ơi, vợ ơi, đi mẹ ngoài chợ nhá, ăn cho mát ấy, nó có dưa hấu này, có xoài này, có gì mãng cầu này hay gì đấy, ăn về mát lắm. Em mua vải về em ăn. Mẹ đi con mẹ nóng bò mẹ ra còn mua vải về, trên tay hai chùm vải, mẹ mày đầu ướt đẫm mồ hôi xong. Em mua vải ăn cho mát này anh ơi. Mẹ mày may là cô sinh không, tôi tát cô đấy, may là cô sinh đấy, cô may đấy, đủ má. Mẹ mày mẹ mày vớ vẩn, mẹ mày ăn xong chùm vải tôi mọc mụn ở đít luôn các bạn, nóng bỏ mẹ đi, xong mua vải về, đúng không? Sao lại kỳ thị vải các bạn, mẹ mày trời đang nóng mẹ, nếu mày ăn vải, mày đúng là bây giờ Bắc Giang đang mẹ mày kiểu như là bán vải đấy, ừ vùng dịch này bán vải ra cũng giá rẻ hơn mọi khi, nhưng đấu má, ăn vải giờ này để tế bà đây à, trời ơi, 40 độ các bạn, mẹ mày thương tao. Có mẹ mày sao? Có kìa. Nhưng lại có xuất hiện những vết xước. Ủa mẹ hôm nay tôi bị đầy bụng quá các bạn ạ. Mẹ mày thề. Bị có bị mất hứng, mẹ mày ngồi thoải mái các bạn. Ăn cái gì mà mẹ ăn nhiều vải quá bị đầy bụng các bạn. Thề. Mà hình như mai mưa các bạn. Mai mưa là anh em mình lại được mát rồi các bạn. Anh em Hà Nội mẹ sướng rồi. Ờ may mắn quá, mẹ mày tưởng tượng mà nóng thêm 2 ngày nữa thôi là tôi chết cháy á. Thề. Mẹ mày điều hòa của phòng tôi bắt đầu có dấu hiệu là mẹ kiệt sức rồi. Vì chạy cả ngày mà, ở nhà cả ngày chống dịch, mẹ mày đéo đi đâu được. Hôm qua tôi cứ tưởng, tôi kiểu tính tôi là tính tiết kiệm đúng không, kiểu như đêm mà mình bật điều hòa mình ngủ ấy, thì tôi thử tắt điều hòa trước đi. Tôi thường hẹn giờ để mà khi đêm mình ngủ thì nó tắt. Nhưng mà hôm qua tôi thử nghiệm là tôi tắt xong rồi tôi đi ngủ. Ờ, vì tưởng kiểu như khi mình ngủ thì mình sẽ quên mất, gọi là quên mất cảm giác nóng ấy. Ừ, tưởng thế. Nhưng mà đéo các bạn ạ, ngủ được 2 tiếng nóng bỏ mẹ lại bật dậy bật điều hòa. Ờ, thế là lại tốn điện. Đấy, mẹ cái thời tiết khổ thật sự ấy. Mẹ mà nhiều khi muốn chuyển mẹ vào miền Nam, nhưng mà mẹ miền Nam thì nóng quanh năm, nhưng mà không nóng như không nóng gắt như Hà Nội. Ờ, mà tôi là người thích khí lạnh, khí lạnh nhập. Mẹ này đấy, mẹ này mấy mồm mấy miệng lại nói câu chuyện đấy. Vừa lại lỡ ngọng rồi, thế là cũng anh mà đến Ninh Thuận chắc anh chết cháy quá mặt cười. Thì không, sao miền Trung lại chết cháy được em? Bây giờ em không nhìn thấy là có một số nghệ sĩ không tiện nhắc tên đang cứu trợ miền Trung áo phao của em. Ơ, ừ, mặc áo phao cho đỡ nóng em. Thoải mái mà, mẹ đang trời nóng này ăn mì cho đỡ nóng em. Ừ, sướng bỏ mẹ đi. Đúng không? Mẹ mày trong nhà đang ăn gà thì bỗng nhiên được người ta cứu trợ mì tôm. Ôi ăn cho đỡ nóng, gì căng. Ơ. Ừ. Thế cho sướng các bạn. Các bạn lại thôi lại quay về câu chuyện mẹ mày gì nhỉ? Câu chuyện ngọng. Hôm nay tôi lại bắt gặp một comment trong video của tôi, nó gọi comment tôi đọc như này. Tôi nhớ của bạn Revo gì đấy, bạn ghi như này. Clip rất hay và vui nhưng ông có thể không thêm chữ G vào cuối mỗi từ được không? Tôi hình như là cái gì tôi sống ở Sài Gòn 20 năm gì đấy, tôi nghe tôi khó chịu lắm. Anh trai ơi, em nói anh trai ơi, em nói anh nghe này, mà em mà có lựa chọn không ngọng ấy, em chọn là đéo ngọng luôn. Chứ em đéo bao giờ em có chuyện em lên mạng em làm màu bằng cách em cố tình ngọng của anh ạ. Anh xem trên đất nước Việt Nam mình hình như là mấy triệu con người, mấy chục triệu con người. Anh xem có thằng nào nó cố tình ngọng không? Đi mẹ, đây không phải là lựa chọn, đây là mẹ mày ông trời nó sinh ra em thế anh. Mẹ ông trời ông ấy bất công, ông ấy bảo em là ông ấy cho em mọi thứ vẻ đẹp trai nhan sắc. Mẹ mày một chút tiền tài. Nhưng ông ấy cướp đi của em, đấy là mẹ mày dọc giọng nói, mẹ mày chuẩn không? Mẹ mày thay như kiểu nói tiếng Anh ấy, anh trai. Thay vì em nói là mẹ mày streamer, em gọi là chimmer. Ừ đấy, khổ lắm, có được lựa chọn đâu. Mình sinh ra mình đã mẹ mày có một chút mẹ mày khuyết tật về giọng nói thì phải chấp nhận chứ. Giả dụ như em mà biết em ngọng từ hồi em còn nhỏ ấy, hồi như kiểu bây giờ hiện đại là có những cái trung tâm gì nhỉ, giáo dục trẻ cách phát âm, cách nói ấy, là em không ngọng rồi. Nhưng mà không anh, em sinh ra vào thời kỳ nước mình chưa phát triển, cho nên là như nào. Thế là từ nhỏ lớn có được dạy dỗ đâu. Bây giờ già rồi, ra mấy tiệm, ra mấy chỗ trung tâm ấy, nó bảo mình đá lưỡi lên, đá lưỡi xuống, đá thì đéo nào được. Ừ, từ nhỏ đến giờ mẹ mày lưỡi có dùng để học đánh vần đâu. Thì ngọng là đúng rồi anh.
em được lựa chọn thế thì em ngọng, em cố tình ngọng làm gì? Đố má, mày nói thế mất quan điểm quá. Ở đấy mình có cái này mình mất cái kia, em mẹ mày thề. Mày mặc dù trời cho hoàng có thể nhà hôm nay nha, tôi đang nấu ăn buổi trưa ấy. Thế là vợ tôi đang ngồi cọc xoài. Nhìn sang tôi bảo câu, mẹ mày ôi. Sao em thấy anh trẻ ra thế nhỉ? Tôi nhìn vào gương, ôi sao hôm nay có sao hôm nay vợ mình lại khen mình nhỉ? Mẹ mày thấy cái chuyện sắp ra mẫu túi gì của Louis Vuitton à? Hay tự sao được khen trẻ chứ, hay mình trẻ thật nhỉ? Có lẽ bấy lâu nay mình tự ám thị là mình đẹp trai, nhưng hóa ra mình đẹp trai thật chứ. Tôi cả ngày nay tôi phân vân không biết là mình có đẹp trai thật không, có đúng như lời vợ tôi nói là mẹ tôi là tôi đang trẻ đẹp ra không, tôi không biết nhưng mà tôi nghĩ là đúng đấy, bởi vì tôi không thấy có mẫu túi mới của Louis Vuitton nên tôi nghĩ vợ tôi nói thật, hiểu không, hợp lý rồi. Đấy, kênh chắc là đúng này, mẹ anh không đẹp trai, anh cực kỳ đẹp trai đúng. Tôi cũng biết tôi đẹp trai mà thề, kiểu như tôi trông kiểu người đàn ông không tuổi các bạn. Mặc dù bây giờ nhá, mặc tôi không một nếp nhăn, không một nếp nhăn nhá. Không một cái mụn trắng mày như tuyết. Úi trời ơi, mẹ mày tóc anh đen như gỗ mun cho một mồi lửa là suông cả đầu. Ơ kìa. Vẫn đẹp trai. Mẹ hôm trước tôi vừa đi uống tóc không các bạn. Tôi uống tóc xong về nhà, vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt như nhìn con chó. Ơ kìa. Nhìn một người đàn ông đích thực, mẹ trông tôi kiểu đẹp trai, xong tóc tôi cứ uống mẹ trông tôi kiểu mẹ hoàng tử bước vào từ trang sách. Nhưng mỗi tội đấy là mẹ mày hoàng tử bị phế ngôi thôi. Suy đẹp. Okay. Nhất anh Tuân nhé, vừa được vợ khen là đẹp trai là sướng rồi anh SD. Em ơi, em lại không nghe kỹ rồi, vợ anh không khen anh đẹp trai, vợ anh khen anh trẻ. Ờ anh thấy cũng đúng bởi vì anh trông cũng trẻ mà thế. Không mình kiểu mẹ mình cũng gọi là mẹ mày có tí gọi là nhan sắc, mẹ ông trời cũng cho tí nhan sắc được không? Nhưng mà không sao. Ghi nhận. Sao nhiều ông nghĩ là tôi đổi là tôi dùng app đổi giọng các bạn, mẹ tôi thề tôi đéo biết gì về âm thanh luôn, tôi từng thử một cái app đổi giọng ấy nhưng mà đéo dùng được bởi vì giọng tôi lúc ấy nó nghe như kiểu mẹ mấy bà ả đào nhú lo trên đường Trường Duy Hưng ấy, nên là thôi. Nhưng mà vấn đề chính ấy là mẹ mày giọng mình sinh ra như nào thì mình tự hào về nó đi chứ đổi giọng làm gì, chứ bây giờ các ông muốn mẹ mày lên đây nghe một thằng đực dựa sau màn hình xong nói giọng nữ à, không được. Mẹ mày trời sinh ra con chim thì sống đúng với định nghĩa nó đi, đúng không? Mẹ mày trời sinh ra tôi mà với giọng nói như này thì sao? Thì tôi phải sống đúng như thế. Sao tôi phải sống khổ làm gì, đúng không? Mẹ bây giờ mình đã giọng bố mẹ mình đẻ ra cho mình một giọng nói mẹ mà trong trẻo, một khuôn mặt đẹp trai thì mình đập đi mình sửa lại làm gì? Ờ mình giữ yên thế, đúng không? Nhưng mà có điều ấy là tôi khi tôi xem lại live stream ấy, tôi nhận ra là cái mic này ấy, khi mà live stream nó cứ tệ tệ làm sao ấy, tôi đéo hiểu nhá. Mặc dù tôi nghĩ là tôi chỉnh sai ở đâu đấy vì chỉ tệ khi live stream, chứ mà khi mà tôi làm clip ấy giọng vẫn bình thường, nhưng mà khi live stream tôi xem lại tôi thấy lúc giọng nó cứ bị gọi là bị sao nhỉ, nó bị vang, nó bị kia không hiểu. Anh nè hóng video, cảm ơn Khang nhá. Ở đấy tôi cũng không hiểu tại sao luôn, mà ước gì bây giờ mẹ tôi quen một ông streamer nào đấy mẹ có khả năng mẹ mày setup âm thanh là mẹ chúng tôi có thể làm quen với nhau và mẹ mày ông ấy giúp tôi mẹ sửa âm thanh cái, bởi vì lên live stream tôi cảm thấy âm thanh của tôi nó không được như ý muốn, hiểu không? Đéo hiểu được. Kiểu như mic tôi có kiểu như nó bị chóe. Sao giọng bị chóe nhỉ? Đấy. Trông giọng tôi như kiểu chưa dậy thì ấy, nhưng mà rõ ràng là mẹ mình dậy thì hơn nửa đời người rồi, mẹ vẫn lại bị thế, cay thật sự. Nhưng mà thôi không sao. Giọng mình vẫn được như thế được rồi. Úi giời. Nhưng em vừa không có nhan sắc mà giọng còn không hay thì sao anh mặt mếu? Em ơi, anh nghiêm túc nhá. Uyên nhá. Bất kỳ bạn nào mà nữ nào hay nam nào ấy mà thấy mình không đẹp ấy, hay mà thấy mình tự ti về nhan sắc của mình ấy, đi tập gym. Bởi vì sao? Con người bạn trông nó chắc ấy, thì trông vẫn đẹp, trông mặc đồ của nó đẹp. Mình mặc đồ mình tự tin, mà tự tin là vẻ đẹp. Mẹ mà tưởng tượng bây giờ mẹ bạn kiểu con gái mà mẹ mày bạn kiểu mẹ mày người nó gọi là toàn cơ xong rồi mắt không phải cơ bắp nhá, cơ trông nó kiểu trông kiểu nó gì nhỉ, nó kiểu nó mạnh mẽ khỏe khoắn, xem ui đi mẹ mặc đồ vào đồ thể thao vào xem mẹ
trai chết đứa đừ các bạn. Hay kể bạn là nam cũng thế, bạn mặc vest vào, bạn có cơ bắp, bạn mặc vest vào cái đẹp hay, đẹp hơn hẳn, đúng không? Mình đầu tư bản thân cái là mình đẹp, cần gì đi tán gái. Mình tập gym vào, mình tập trung vào công việc, mình kiếm tiền vào, sau này người ta theo đuổi mình ầm ầm á, có gì đâu. Mình phải biến mình thành số nhỏ chứ, mình thành cái của... Tại sao lại biến mình thành gọi là người theo đuổi? Tại mà sao mình không biến mình thành người được theo đuổi? Hoặc là người bị theo đuổi, người được theo đuổi đúng không? Sao bị theo đuổi là chết đấy. Đấy, hợp lý hơn nhiều. Nhưng mà tôi có vợ, tôi cứ sống thảnh thơi, tôi chả quan tâm mấy cái đấy làm gì. Đấy, nhưng mà nếu các bạn chưa có gì thì các bạn nên đi tập thế. Nhưng mà đang dịch bệnh không tập gym nhá. Bây giờ dịch bệnh thì mình ở nhà mình mua cái dây nhảy về mình nhảy dây này. Mình chống đẩy này, mình làm gì đấy đi. Chưa mẹ. Em chào anh. Ê ông nào vừa nhìn của tên donate không? Tướng quân tinh trùng. Ơ kìa. Mẹ mày tướng. Đủ mà. Chết rồi. Chết con đi mẹ. Kìa mẹ mày. Đấy nhạc này thôi đủ rồi. Chết. Mà bây giờ mẹ mày bị chốc chuyện ở đấy. Ông cái donate cái tôi bị chốc chuyện rồi, tôi không biết kể nói cái gì nữa rồi, chết rồi, hết chuyện rồi, từ nghĩ mà. Tập bao lâu nay mà vẫn không có ai theo mặt cười. Thì sau này có em duyên đến là duyên đến, nhưng bây giờ coi như mình chưa có duyên thôi, lo gì. Mẹ mày chả nhẽ bây giờ ở Việt Nam mình có mẹ mày tầm vài triệu, vài chục triệu phụ nữ mà mình không tán được ai à? Ok. Mẹ mày chắc chắn mình phải có chứ, nhưng mà giờ duyên chưa đến các bạn. Từ TikTok qua đây mặt cười. Chi bằng bây giờ mẹ mày bạn sao từ TikTok qua đây? Ok, chắc thế. Mình chờ duyên các bạn, các bạn cứ chạy theo duyên làm gì, để duyên theo mình nữa kìa mẹ mày. Chứ bây giờ mình cứ tìm đến bao giờ, đang dịch bệnh thì tìm ở đâu? Thế thôi, dịch bệnh thì ở nhà thôi, mẹ mày ở nhà là yêu nước rồi các bạn. Mẹ mày. Ừ, có người yêu cũng sướng đấy, nhưng mà mắc Covid thì không sướng đâu. Mời anh ly cà phê. Ờ, cảm ơn Rex nhá, đấy. À mẹ mày, tôi nghĩ rồi, hôm nay lúc là tối qua, đúng rồi. Tôi bảo vợ tôi là mẹ mẹ anh bây giờ anh làm clip về game anh cũng sắp hết ý tưởng rồi. Bây giờ anh sắp gọi là bị thành công nghiệp rồi, anh sắp mẹ mày chuyển thành YouTuber, mẹ mày cống hiến cho mẹ gì nhỉ? Nô lệ của đồng tiền rồi. Nên anh có một yêu cầu với em là liệu em có thể mẹ mày lập kênh mới của em, gọi là mẹ mày kiểu như là người đàn bà mất não không? Quay vlog không? Ờ anh làm về mảng kịch bản với game đi, em ra em làm vlog ngoài đời đi, reviewer gì đấy đi. Thì sao? Mẹ mày, vợ tôi bảo cứ bảo ừ xong rồi mẹ mày tối tôi nhắc lại cho vợ tôi là mẹ em nghĩ sao về ý tưởng làm vlog. Vợ tôi quay sang vào. Hả? Mẹ mày ngạnh lắm rồi. Mẹ mày chưa vừa nhắc xong tối lại quên mất đấy, xong tối lại nhắc lại. Khổ vãi cả lìn đấy. Mẹ mày, ông nào mà chết con mẹ mất thề. Vợ với trả con. Anh nói về chuyện có con đi. Không, tôi kể cho bà tôi cũng kinh nghiệm khi có con. Tôi vừa nghe chuyện của mấy ông anh tôi. Hồi đấy ông anh tôi là có vợ bầu. Ông anh không phải, ông anh ruột ông đi làm ấy. Ông anh tôi quen là khi đi không anh xã hội ấy. Là ông có vợ bầu. Xong tôi bảo ông ấy là mẹ anh có chuẩn bị gì chưa. Ông ấy bảo tôi là mẹ anh sẽ đi tập gym. Để khi nào nhỡ mà vợ anh kiểu như lâm bồn, khi mà kiểu như là khi đang ở nhà ấy, anh sẽ bế vợ anh ra viện, ra xuống để bế ra taxi. Tôi bảo hay anh, có chí khí. Vợ ông ấy lâm bồn ở nhà thật, nhưng mà sao đéo bê được. Mẹ mày, ông ấy tính toán hơi sai về việc mẹ mày một bà bầu mẹ mày nặng như nào. Tôi bảo các bạn nghe này, mẹ mày thề đéo có bao giờ có chuyện các bạn bê được một bà bầu đâu nhá. Các ông có tập gym đến mức nào ấy, đéo có tập bê được một bà bầu luôn. Địch mẹ mày. Xong thằng anh đến khi bà vợ lâm bồn vẫn gọi thằng em đấy. Tuấn ơi cứu anh với, mẹ mày nhanh. Mình gần nhà mình cũng phóng qua nhanh, mẹ mày phóng qua hai anh em cũng đéo bê được. Lại gọi mấy cậu đầu ngõ ở với dìu xuống được. Đấy, cuộc sống mà các bạn. Nên là ông nào mà muốn mẹ mày gì nhỉ? Chuẩn bị gì khi có con ấy thì làm gì? Kiếm tiền đi. Bởi vì sao? Khi có con trẻ ở nhà ấy, tốn tiền lắm. Tốn vãi cả piu ấy, thề tốn đéo chịu được. Các ông nghĩ là tốn ít á? Không các bạn. Mẹ mày tốn khủng khiếp luôn ấy.
bỉm sữa thôi đã đủ thở oxy rồi. Cho nên ấy, tôi khuyên các bạn này, ở kênh chắc bây giờ này, ông nào mà đang sống thử ấy, bao cao su nha. Nếu bạn chưa vững về kinh tế, bao cao su. Bởi vì bây giờ mà bạn chưa vững kinh tế mà bạn đẻ con ra ấy, tham lam, nhà còn đúng cái nịch, chắc chắn. Thề. Okay. Anh talk show xong có chơi game không ạ? Hay chỉ nói chuyện thế thôi? Mặt à, cười. Tầm 9 giờ anh hẹn ông ngỗng là mẹ 9 giờ ngồi phá đảo nốt Ori rồi em. Nhưng mà từ từ ngồi nói chuyện tiếp đã. Mẹ kênh toàn trẻ con. Em chào anh, em chào anh người lớn ạ. Em chào anh ạ, em chào anh Duy ạ. Gì nhỉ? Anh là nhất ạ, anh nhất anh Duy luôn ạ. Em nhưng em không biết anh, em muốn nghe anh Duy về quan điểm của anh về việc một thằng người lớn đi chửi bọn trẻ con là trẻ con anh ạ. Đi mẹ, nó cũng giống như ủa đâu nét như này à? Ừ, cảm ơn Bảo nhá. Nhắc Duy nhá. Chào Duy người lớn nhá. Nhắc Duy. Nhắc Duy nhì bố Duy luôn nhá. Tặng anh Tuân gói bim bim mặt cười. À, cảm ơn tài cu te chứ. Nắng chiều lung linh muông hoa vàng. Duy là nhất được chưa? Nhắc Duy nhì bố Duy luôn. Không ai tranh giải nhất với Duy luôn. Mẹ có ngỗng đâu ấy nhỉ? Mẹ lại bị bí chuyện rồi đấy. Tôi bị vấn đề khi tôi livestream mẹ đây là gì? Khi mà mẹ có một số vấn đề hấp đồn xảy ra thì tôi sẽ ngay lập tức tôi bị mẹ bị mất múc ấy, mất múc để nói chuyện, nên là tôi bị mẹ mày có như bị bí chuyện, đúng không? Bình thường đang múc, đang căng, mình đang nghĩ là một mẹ mày một giải chuyện, nhưng mà bỗng nhiên mẹ mày mất múc cái là mình hết chuyện luôn. Ô, mà tôi nhận ra một điều đấy là gì? Kiểu như là tôi nhận ra nhá, đấy là mẹ mày người ta thường có xu hướng là có tư tưởng giống với người mà người ta hâm mộ. Cho nên là với tư cách là một streamer, là một mẹ một người gọi là mẹ mày cũng có tí ảnh hưởng của giới trẻ, không phải là to nhưng cũng không phải là bé, cho nên mình phải mẹ mày gọi là gì nhỉ, phải lan truyền những cái tốt, đúng không? Mình không thể lên đây và suốt ngày chửi bậy với cả mẹ mày nói chửi người khác được, bởi vì mẹ mày báo mà cha này hát kiếm chỗ đâu nét sml. Cảm ơn bạn nhá. Mình phải làm gương chứ, đúng không? Cho nên là bây giờ tôi sẽ mẹ mày gương mẫu ngay từ giờ phút này, 8:49 ngày 3/6. Tôi sẽ mẹ mày lan truyền những thứ tích cực. Hứa. Hát bài anh ơi mặt cười. Đi mẹ thằng mặc lồm. Đấy cả lồm đi. Mẹ mày thằng ấy, tao tờ tao lại tung câu băng lanh đỉnh cao nhất mà tao vừa nghĩ ra trong toilet vào đầu mày chắc. Nhưng thôi, bây giờ tung câu ấy ra là anh giới thiệu thế em không dám nghĩ tới chuyện vợ chồng tương lai nữa luôn mặt cười. Chuyện vợ chồng nó đến thì nó đến thôi. Không, không phải chửi bậy mà thằng trên kênh chắc vừa chửi tôi. Mẹ tôi lại dùng một câu măm dốc trước, tôi lại dùng ấy, nhưng mà thôi, tôi không dùng nữa, bởi vì bây giờ dùng câu đấy bị mắc dạy, người bọn trẻ nghe thấy và nó sẽ áp dụng câu mấy câu khác, nó không hay, hiểu không? Và bạn nào mà biết câu, mà bạn nào mà gì nhỉ, mà muốn nghe câu đấy ấy, thì tí nữa ở lại live stream tí tôi nói cho, nhưng bây giờ thì không nhá. Nút vàng về chưa chú? Không, nút vàng vẫn chưa hề. Mẹ mày dịch bệnh thời buổi mẹ mày Covid cái này, mẹ mày nút vàng lâu về quá. Trời ơi, mẹ nghe gọi cho anh bên quản lý, anh hỏi anh là anh ơi, nút vàng về chưa? Em khổ lắm rồi anh ơi. Em xin anh đấy, mẹ mày em đói content lắm rồi. Anh có thể cho em nút vàng về thật nhanh để em mày quay clip donate vì sự uy tín. Cảm ơn Tài nhá, để em kỷ niệm được mẹ 1 triệu sắp được không? Em ơi, anh cũng khổ lắm rồi em. Mày dục anh hàng ngày, anh cũng đau đầu lắm. Nhưng mà người ta vẫn chưa về em ạ. Mẹ mày dịch bệnh quá, máy bay đéo bay được. Thế là thôi, vẫn chưa có nút vàng. Trời ơi, đau lòng quá.
Không, mà tôi để ý một điều ấy là mẹ mày kiểu như từ ngày mình lên được một, kiểu như cái hồi mà tôi được 900.000 sắp là tôi bắt đầu tôi để ý từng ngày một sắp lên bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu. Nhưng mà từ hồi tôi được 1 triệu sắp ấy, kiểu như tôi mẹ mày mất mất cái động lực ấy, bởi vì mẹ mày 1 triệu sắp lên 2 triệu sắp nó có con đường hơi xa đúng không? Ôi, nó có thể là con đường vầm 2-3 năm nữa mới được. Tôi nghĩ trong đầu mà mẹ mày thế này thì chết rồi, kiểu như mất động lực ấy. Kiểu như bây giờ mấy ngày tôi đã để ý lực sắp rồi, nhà tôi cần tìm một động lực mới. Tôi sẽ mẹ mày tập trung vào vấn đề gọi là tập trung vào phát triển kênh mẹ mày live stream để tôi phát, để tôi tiến hóa phải không, thành mẹ mày từ tuân YouTuber thành tuân streamer. Mẹ mày tôi mẹ mày ok la à? Không, đâu phải la, sợ thế. Tôi phải tiến hóa thành mẹ mày gì, mẹ mày một trong những mẹ cố gắng đạt được trong năm nay, phải đạt được gì nhỉ, đạt được mẹ mày thành một streamer đúng nghĩa phải không, chứ không thể mẹ mày dựng mãi ở YouTuber được. Các bạn làm content khổ bỏ mẹ đi, một phút đâu edit một clip mất tầm 11 tiếng, clip sớm nhất ấy, clip mới nhất ấy là 11 tiếng, mà mẹ mày một tuần nào cũng bỏ 11 tiếng ngồi trên ghế thì chỉ mẹ mất đéo được. Với vẫn là mẹ mày tầm làm thêm đến tiếng 12, đến tiếng thứ 12 thôi là tôi mẹ mày tôi dung hợp với cái ghế luôn, đéo được, phải chuyển làm streamer thôi, không ổn rồi. Cho nên là thế, phải tiến hóa thôi các bạn, mình giống kiểu Pokemon ấy,